Hello, xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70 à, Lời nói đầu tiên xin kính chúc quý vị và các bạn Luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong mùa dịch các bạn nhé Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé các bạn ơi à, Trước khi đi vào chia sẻ thì mình sẽ nói sơ qua về tình hình Covid ở Đức cho các bạn nghe thì không biết là hình như các nước cũng đều thế là tình hình là cái cái covid này rất là căng thẳng nó lại à, à, bùng phát rồi các bạn ạ ở đức này á, người ta tổng người ta thống kê là từ cái khi bắt đầu mà dịch cho đến bây giờ là hơn 100.000 người đã ra đi các bạn còn dạo này á ngày nào cũng gia tăng Hôm qua thì cũng hơn 7 hơn 70.000 người bị nhiễm Covid-19 và hôm nay là 70 74.000 74.000 người nhiễm Covid-19 ở ở Đức và người ra đi là 300 rưỡi các bạn. Trời ơi các bạn ơi mà không biết là cái cái dịch này bao giờ nó mới chấm dứt hay là nó cứ như thế này để nó hủy duyệt những cái lớp người mà những người uh, <laughs> mình nghĩ là người 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 khôn người danh như là nó phải có như thế để không có gì để đâu hết người nó rồi nhiều lúc mình nghĩ về mà hay là um, nó lại đổi giờ để thay đổi cái lớp người 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 như người nguyên thủy ngày xưa ấy là ăn hang ở lỗ các bạn rồi <laughs> bây giờ người bây giờ nó khôn quá thì các bạn biết không ở đức này bây giờ người ta thực thực hiện 3 g có nghĩa là đi đâu bây giờ ấy, đi đâu làm gì là cũng phải có cái giấy và cái quyển im phung ở kè kè ở người còn nếu không mà bị kiểm tra này người ta sẽ phạt hai nghìn rưỡi các bạn rất là nghiêm khắc và bắt đầu từ cái ngày 24 tháng 11 2021 là uh, nếu ai không tiêm thì người ta cấm không cho đi làm, không được phép đi làm. Rất là nghiêm ngặt và bây giờ ấy, là người ta kiểm tra rất là người ta kiểm tra bất kể lúc nào trên đường hoặc trên tàu trên xe hoặc là các cửa hàng cửa hiệu bất kể ở đâu là người ta có quyền người ta đi vào người ta kiểm tra xem là mình có tiêm đã phòng tiêm phòng chưa và bây giờ ấy, đi vào các các cơ quan công sở thì người ta không đóng cửa nhưng mà hoặc là các cái cửa hàng không đóng cửa nhưng mà người ta quy định là bao nhiêu người vào một đấy và người ta ghi giấy. Và người ta kiểm tra đã 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 tiêm hai mũi chưa? Và nếu không có tiêm hai mũi thì cũng phải là có giấy thết thì người ta mới cho vào, còn nếu không người ta không cho vào các bạn. Rất là căng thẳng tình hình dịch bệnh COVID-19 rất rất là căng thẳng. Thì đấy là mình sơ qua cái uh, tình hình cái COVID-19 của uh, Đức ngày hôm nay để cho các bạn nắm được mà đấy là đức nói chung à nói riêng và nói chung với tất cả cả tất cả các nước bây giờ là cái tình hình dịch lại gia tăng các bạn các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cẩn thận nhé trời ơi con người ta mình thấy bây giờ cái 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 cái, 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 cái sự sống của loài người bây giờ mỏng manh như là um, ngàn cân treo sợi tóc rồi các bạn ạ không biết là ông ông trời ông ấy chấm sổ ông bắt ra đi bất kể lúc nào này các bạn nên các bạn yêu nhau như có thể nhé các bạn nhé các bạn vào ủng hộ mình và yêu quý bà già u 70 nhé các bạn nhé không có mất gì của mình cả đừng có đừng có này khác rồi tội nghiệp bà già à, và các bạn xem video của mình nhé. nhớ cho mình xin một like À, chia sẻ và nếu ai là mới thì đăng ký kênh các bạn nhé có một người rất hay vào chửi mình nhé mình nếu mà mình mình đăng về anh bạn tây của mình ấy là là ông ấy chửi đấy ông ấy nhưng mà mình biết ông đấy kệ thôi các bạn thì làm youtube như là giống như là làm dâu chăm họ ấy thì quyền người ta thôi người ta nói gì thì thì quyền người ta thôi chứ mình cũng không cấm được đúng không các bạn thì bây giờ mình sẽ chia sẻ là Ông bạn Tây của mình ấy à, Từ cái ngày mà mình về đến giờ ấy Là ông ấy cứ nhắn tin này Rồi điện này Là à, mời khéo Mời khéo liên tục à, Rồi à, <laughs> Lúc thì mời khéo thì bảo là Tao rất muốn Là khi mà tao đi làm về Là tao rất là ngạc nhiên Là mày đã ở trong nhà tao Là tao đã có hai người Tao không buồn Rồi à, lúc thì ông ấy bảo là À không có mày tao buồn lắm. Đấy rất là khéo. À, rồi à, rồi lúc thì ông ấy bảo là à, mày à, chuẩn bị quần áo các thứ, vali đi mày đến nhà tao đi. Thế mình bảo mình cũng rất là muốn đến nhưng mà mình bây giờ mình phải đi làm các bạn ơi, bây giờ mình phải đi làm. Cái tuổi của mình năm nay là 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 gần 70 rồi nhưng mà mình vẫn phải đi làm các bạn ạ. Vì là khó khăn chứ là nhúc nhắc đi làm mấy tiếng để có cái đồng tiền chi trả các bạn thế là các bạn nhớ ủng hộ mình nhé Nên mình đi làm là mình cũng không có thời gian làm video và có thể cũng không có thời gian để mà đi trả nợ các bạn là các bạn mình nói đây các bạn biết thì các bạn thông cảm nhé Thì đấy ông anh bạn ấy là cứ mong mình sang lắm mong mình sang sang lắm thì không biết là ông mong thật hay là hay là ông ấy khách sáo thì mình không biết nhưng mà rất rất là mong rất là mong mình sang nhưng mà mình không sang đâu các bạn ạ, à, bởi vì một ý là mình cũng phải đi làm, hai nữa là thôi cũng cứ để để xem thế nào đúng không các bạn, để mà để qua các cái cuộc điện thoại rồi các cái cái này khác để xem thế nào, thế còn à, cũng không nên đến nhiều, bởi vì à, cũng chưa là cái gì cả nên là À, mỗi người có một cái công việc riêng à, mình cũng phải có một cái công việc riêng của mình để mà để mà cho cái cuộc sống của mình rồi chi trả mọi cái thế là dạo này mình đi làm thế mà anh ấy thì cái suốt ngày là à, mong mình sang rồi à, à, tao nhớ mày tao nhớ mày rồi à, à, Ta muốn là có cái sự ngạc nhiên mày sang đây để mà có những cái, cái sự ngạc nhiên cho tao hay gì rất là khéo thì theo các bạn là mình có nên đi hay không mình thì mình vẫn chưa muốn đi mình vẫn cứ muốn để đấy để, để xem thế nào đã thư từ uh, nhắn tin qua lại để xem xem là xem là anh ấy thế nào đã đúng không các bạn chứ uh, anh ấy thì anh ấy đi làm ấy là anh ấy được nghỉ rất là dài các bạn ạ anh ấy nói là anh ấy được nghỉ từ vay nạ từ từ Noel ấy cho đến Tết dương lịch là anh ấy được nghỉ. Như thế là bao nhiêu nhỉ? Một tuần là hơn tuần đấy là được nghỉ ở nhà. Thế nhưng mà mình thì mình phải đi làm chứ là mình cũng không mời. Nhưng mà nếu mình mời thì có thể anh ấy đến nhưng mà mình không mời. Bởi vì anh ấy đến đây thì uh, khi mà ai cũng thế, nếu mà mình đến nhà người ta thì người ta phải um, cơm nước phục vụ mình đúng không thế mà người ta đến nhà mình thì mình phải cơm nước phục vụ người ta cái này không phải là mình ki bo hoặc là mình uh, ngại nhưng mà thật sự với các bạn là mình không biết nấu đồ tây hơn nữa là um, có người ta thì mình lại phải mua sắm đồ tây các thứ thế mà mình đến nhà ông ấy thì uh, mình ăn theo ông ấy đồ tây còn ví dụ như có thèm đồ Việt Nam ấy thì cũng không có đồ để mà nấu người ta toàn là cái đồ thìa dĩa rồi người ta nấu rồi uh, nó khác mình lắm, cho nên là không 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 thể thực hiện được. Nếu mà và lại nữa là uh, mình đi làm mà ông ấy đến nhà mình mà uh, cứ ngồi ở nhà chờ thì cũng cũng không tốt, cũng bất tiện cho nên là mình không muốn. Cho nên là mình không bảo, mình không mời. Chứ nếu mà mình mời thì có thể là đi đấy các bạn. Nhưng mà thôi không mời, đúng không các bạn? Để xem nào đã chứ à... đi làm gì đúng không Thế mình phải đi làm à, mình không có trông móng cái đồng tiền của người ta cho cho nên là đồng tiền mình làm ra là chính như là mình mình làm tiền ra là mình phục vụ cho mình thôi còn không có trông móng không không bao giờ mình không có xin sỏi gì hết thế mà cứ chắc là sợ mình ấy, toàn kêu không có tiền không có tiền thế hôm nay mình gọi điện mình cũng nói mình mà tại sao mà mày đi làm suốt ngày mà mày cứ kêu với tao là mày không có tiền mày sợ tao hay như thế nào còn bản thân tao ấy không có tiền mày biết ấy, mày mày biết hết tất cả nhưng mà tao không kêu với mày là tao không có tiền nhưng mà mày đi làm thì mày cứ kêu với tao là mày không có tiền tao cũng không hiểu mày thế nào cả mình nói thế các bạn đấy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái à, cái video này thì tóm tắt sơ lược về tình hình dịch corona ở đức và mình À, chia sẻ về anh bạn tây từ cái hôm mà mình à, không ở đấy mình về thì anh ấy cứ muốn mình sang như thế nào thì à, mình chia sẻ thì các bạn xem video và à, bình luận ở dưới để cho mình biết được là à, ví dụ như các bạn có tham gia góp ý hoặc như thế nào để mình biết nhé thì cảm ơn các bạn rất là nhiều nha mong các bạn ủng hộ 70 nhé và bây giờ mình xin dừng video ở đây bye bye các bạn bye bye